Bây giờ mình sẽ lên khu chánh điện nha cả nhà. Đây là cái khu chánh điện để làm trang nghiêm đạo tràng đó cả nhà. Rất là đẹp. Đây là các Phật tử đang ngồi để chờ bắt đầu tụng kinh Địa Tạng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.